Giữa lúc chiến tranh với Nga diễn ra ác liệt, ngày 10 tháng 11 năm 2022 tại Phnom Penh, bên lề các cuộc họp thượng đỉnh ASEAN, Ukraine đã ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á. Đại diện cho Ukraine ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á là Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, người đã đến Phnom Penh từ ngày thứ Ba. Trước khi ký Hiệp ước, ông Kuleba đã hội kiến với Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Theo lời Ngoại trưởng Ukraine, trong cuộc gặp này, hai bên đã bàn về vấn đề song phương và về an ninh lương thực toàn cầu. Cho tới nay, tổng cộng đã có 50 quốc gia hoặc khối các quốc gia ký kết hiệp ước này, tiền đề cho việc thiết lập quan hệ đối tác chính thức với ASEAN. Trong số này có Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga và Liên hiệp châu Âu. Các nguyên tắc chính của hiệp ước là tôn trọng độc lập chủ quyền, lãnh thổ của nhau, giải quyết các tranh chấp bằng những phương tiện hòa bình và từ bỏ việc đe dọa sử dụng hoặc sử dụng vũ lực. Việc Ukraine ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á là sự kiện đáng chú ý vì được coi là biểu hiện cho sự ủng hộ của ASEAN đối với Kiev, mặc dù các nước trong khối Đông Nam Á không có quan điểm thống nhất về chiến tranh ở Ukraine. Trong khi Singapore đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với Nga, những nước như Việt Nam hay Lào, vốn có quan hệ truyền thống với Moscow, thì tránh chỉ trích Nga. Tuy nhiên, theo báo chí Campuchia, các nước còn lại chưa đạt được đồng thuận về việc để cho Tổng thống Ukraine phát biểu qua video tại thượng đỉnh ASEAN. Đây là yêu cầu mà ông Zelensky đã đưa ra khi nói chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Hun Sen ngày 1 tháng 11 và phía Campuchia đã ủng hộ đề nghị đó. Trong cuộc điện đàm, cả hai nhà lãnh đạo đã đồng ý Campuchia và Ukraine sẽ thiết lập bang giao chính thức và hai nước sẽ bổ nhiệm các đại sứ. Nhân thượng đỉnh ASEAN lần thứ 40 và 41 chính thức khai mạc ngày 11 tháng 11 năm 2022 tại Phnom Penh. Lập trường thận trọng của khối nước Đông Nam Á trong cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đã lộ rõ qua hai sự kiện. Nếu toàn khối đã có đồng thuận trên vấn đề ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á với Kiev, thì chia rẽ nội bộ về khả năng đi xa hơn đã thấy khi không nhất trí được trên việc để Tổng thống Ukraine Zelensky phát biểu trực tuyến tại hội nghị. Thái độ của ASEAN trên vấn đề Ukraine đã được nhiều nhà phân tích chú ý, đặc biệt là hai nhà nghiên cứu Frederick Liem và Ian Sou Cheng Wei thuộc Đại học Công nghệ Nanyang ở Singapore trong bài phân tích trên chuyên san Nhật Bản The Diplomat ngày 27 tháng 8 năm 2022. Liệu ASEAN nên có lập trường mạnh mẽ hơn trên cuộc chiến Ukraine? Vấn đề được các tác giả nêu lên là phản ứng thận trọng, trong đó thể hiện một sự yếu kém hay là một động thái ngoại giao khôn ngoan. Sau đây là nội dung bài viết. Ghi nhận đầu tiên của hai nhà nghiên cứu tại Singapore là các nước ASEAN nhìn chung thường tránh đưa ra lập trường cứng rắn về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, từ chối đứng về phía phương Tây trong việc lên án và cô lập Moscow về mặt ngoại giao. Singapore được các tác giả nêu bật là nước ASEAN có thái độ cứng rắn nhất. Ngay từ khi Moscow khởi động cuộc chiến, Singapore là quốc gia Đông Nam Á duy nhất liên tục lên án chiến dịch của Nga, bị gọi là bất hợp pháp và vô cớ. Thậm chí, đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ, đảo quốc này đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với quốc gia khác. Lập trường của Campuchia cũng đáng chú ý về mặt ngôn từ. Phnom Penh rất gần với Singapore. Thủ tướng Hun Sen đã bày tỏ thái độ phẫn nộ và là lãnh đạo ASEAN duy nhất cùng với Singapore tuyên bố rằng đất nước của ông sẽ không đứng trung lập trước cuộc xung đột. Ở cực đối lập với Singapore là Myanmar, nơi mà tập đoàn quân sự đương quyền ra sức ủng hộ Điện Kremlin, gọi cuộc chiến là chính đáng với lý do là Nga bảo vệ chủ quyền của đất nước họ. Phải nói thêm rằng đây là quan điểm của chính quyền quân sự đang lãnh đạo Myanmar trên thực tế, chứ không phải là chính phủ thống nhất quốc gia của các lãnh đạo dân cử hiện phải lưu vong, vốn đang lên án Nga. Tất cả các thành viên ASEAN còn lại đều ở giữa, đa số đều kín tiếng, thậm chí thờ ơ. Riêng Indonesia và trong một chừng mực nào đó là Việt Nam đã cố gắng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine, đồng thời thận trọng cân nhắc việc lên án chiến tranh mà không đổ lỗi cho Nga. Khác biệt lập trường giữa Singapore và Campuchia với các thành viên còn lại đã khiến ASEAN, khối nước vận hành theo nguyên tắc đồng thuận, có phản ứng bị cho là yếu ớt trên vấn đề Ukraine. Theo ghi nhận của The Diplomat, các tuyên bố chính thức của ASEAN về Ukraine thường rất yếu và bị chìm trong những luận điệu ngoại giao cân bằng kinh tế nhằm đạt được sự đồng thuận giữa các quốc gia khác nhau. Cho đến nay, các tuyên bố của khối Đông Nam Á có 3 đặc điểm chung. Thứ nhất, nhấn mạnh sự cần thiết của một giải pháp hòa bình và sự trợ giúp nhân đạo. Thứ hai, ủng hộ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc như được quy định
trong Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của ASEAN ở vùng Đông Nam Á mà Nga và mới đây là Ukraine là thành viên. Và thứ ba, không có tuyên bố nào của ASEAN lên án rõ ràng Nga hoặc hành động của Nga, cũng không xác định Ukraine là nạn nhân mà đơn thuần chỉ gọi đó là nơi diễn ra cuộc chiến. Mới đây tại Liên Hợp Quốc, 8 trong số 10 thành viên ASEAN, kể cả Myanmar mà đại diện là chính phủ lưu vong chứ không phải là tập đoàn quân sự cầm quyền, đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết ES11/1 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án hành động của Nga ở Ukraine. Riêng Việt Nam và Lào bỏ phiếu trắng. Câu hỏi mà hai nhà phân tích Singapore đặt ra là vì quyền lợi của mình, ASEAN có nên có lập trường mạnh mẽ chống lại cuộc chiến tranh mà Nga đang tiến hành hay không? Đối với bên chủ trương cứng rắn, đây là điều cần thiết vì lý do chủ quyền quốc gia tối thượng. Lý do thuyết phục nhất để ASEAN có quan điểm mạnh mẽ trên vấn đề Ukraine, một lý do trên lý thuyết có thể đoàn kết tất cả các thành viên, là sự cần thiết phải tôn trọng các quy tắc và chuẩn mực quốc tế. Khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga bị phương Tây tố cáo là vi phạm tất cả các tiêu chuẩn của Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác của ASEAN mà họ đã ký kết, trong đó có việc tôn trọng chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ và không sử dụng vũ lực. Nguyên tắc bảo vệ các quốc gia tương đối nhỏ của vùng Đông Nam Á chống lại chính sách tùy hứng theo hướng luật của kẻ mạnh, vốn là lý do cơ bản đằng sau sự thành lập của ASEAN, vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều nhà quan sát đã cảnh báo rằng thái độ của Nga có thể khuyến khích hành vi của Trung Quốc trong tương lai ở châu Á. Ngoài ra, việc Nga tuyên bố có quyền lịch sử trên lãnh thổ Ukraine là chiêu bài bảo vệ những người gốc Nga sống ở đó đã đặt ra một tiền lệ khủng khiếp từ góc độ của Đông Nam Á. Các thành viên ASEAN đa sắc tộc với dân số khá lớn là người gốc Hoa cũng như các nước có tranh chấp ở Biển Đông đang đấu tranh với yêu sách quyền lịch sử của Trung Quốc tạo thành gần như toàn bộ khối ASEAN. Tuy nhiên, về phe chủ trương thận trọng trên vấn đề Ukraine cũng có những lập luận hợp lý liên quan đến việc bảo vệ những lợi ích thiết yếu của ASEAN. Trước hết, trách nhiệm chủ chốt của ASEAN không phải là an ninh châu Âu. Trong lúc này, khối phải đối mặt với nhiều thách thức bên trong và bên ngoài. Từ cuộc đảo chính ở Myanmar năm 2021, quan hệ Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng cho đến việc quản lý các mối quan hệ nhiều mặt và đôi khi khó khăn giữa các thành viên khác nhau. Trong bối cảnh đó, dù bị cuộc chiến ở Ukraine ảnh hưởng tương tự như tất cả các cuộc chiến tranh toàn cầu khác, ASEAN không có lợi ích trực tiếp cũng như khả năng, đừng nói chi là trách nhiệm tác động đến diễn biến ở Ukraine. Ngoài ra, dù đã từng có những ví dụ tuyệt vời về sự thống nhất của ASEAN trước các cuộc khủng hoảng quốc tế, cuộc chiến ở Ukraine sẽ không nằm trong diện này. Khi cố gắng thúc đẩy một lập trường cứng rắn trên một vấn đề thứ yếu, ASEAN có nguy cơ mở ra một vụ tranh cãi khác có thể gây mất đoàn kết, làm hoen ố hình ảnh của mình trên thế giới. Sau cùng còn có vấn đề lập trường nguyên tắc, nếu phản ứng mạnh trên vấn đề Ukraine, thì sau này bất cứ khi nào có sự vi phạm nghiêm trọng hiến chương Liên Hợp Quốc hoặc các quy định khác của luật pháp quốc tế, đặc biệt là về chủ quyền quốc gia, ASEAN sẽ buộc phải đưa ra một phản ứng tương tự. Một chính sách như vậy không còn nhiều chỗ cho sự linh hoạt trong tương lai, và nhìn chung, các nhà ngoại giao Đông Nam Á không thích bị bó buộc. Nhìn chung, theo hai nhà nghiên cứu Singapore trên tờ The Diplomat, ASEAN sẽ không thu được nhiều lợi ích từ việc có quan điểm mạnh mẽ trong một cuộc chiến mà kết quả trên thực tế có rất ít ảnh hưởng đến khối Đông Nam Á, mà chỉ làm phức tạp thêm hoạt động ngoại giao nội bộ và hạn chế các lựa chọn chính sách trong tương lai. Thay vào đó, ASEAN nêu lên truyền thống ngoại giao khách quan và cởi mở của mình, vốn là những điểm mạnh của chủ nghĩa đa phương của ASEAN. ASEAN cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại toàn diện với tất cả các cường quốc, trong các trường hợp có quan điểm khác nhau, trong nội bộ cũng như giữa các đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nga. ASEAN tốt nhất là nên đóng vai trò cầu nối, tạo điều kiện trao đổi quan điểm giữa các lãnh đạo thay vì áp đặt việc tuân thủ luật pháp quốc tế, huống chi là giải quyết xung đột. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxing File. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.